Hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang có gì xã Long An của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Đi quay giới thiệu cho anh chị mình một vườn dừa Mã Lai tái rất là sai luôn anh chị ơi. Anh chị thấy không? Hoài nào hoài nấy nó sai quá sai luôn. Đường mình là đường ô tô nha anh chị. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long An của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh vườn dừa có tổng diện tích là 1995,6 m², cây lâu năm chưa có thổ cư, đường đan mặt tiền rộng nha anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem đây là hướng đi thông về Ủy ban dân xã Long An, khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới Ủy ban dân xã Long An thì tầm khoảng 1,2 km là tới nha anh chị. Ngay đó là ngay quốc lộ 1A luôn. Nhưng mà được cái từ ngay vị trí đất mình mà ra tới đường nhựa, đường đó đường ô tô bự chạy được luôn nha anh chị, thì tầm khoảng chừng 400 m là tới ngay chỗ đường nhựa luôn à. Và cái mảnh vườn dừa mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là vườn dừa này nè, nó có góc hai mặt tiền luôn nha anh chị. Nó tính từ cái mí đan này nè, mà mình đi dài vô hết phía bên kia luôn là mình có 53 m mặt tiền. Và cạnh bên đây mình đi sâu vào là 42 m 30 nha anh chị, nó có thêm một mặt tiền nữa luôn á. Và mình đi sâu vào em đang đi cái mặt tiền 53 m, và phía sau mình nở hậu ra tới 58 m 50 lận. Còn cái cạnh phía bên trong thì đi sâu vào là 28 m 44, tính mặt tiền nhìn vô là cạnh bên phải nha, nó hơi ngắn hơn cái cạnh phía bên đây, nhưng mà 28 m 44 thì nó cũng quá tuyệt vời rồi, nó cũng không quá cạn bên ngoài nha. Được cái vườn dừa mình tái rất là sai luôn anh chị, đường mình là đường ô tô luôn. Nó do mặt tiền mình dài thì em cũng phải đi tới ngay chỗ cái mí, sau đó mình sẽ bước vô trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong vườn dừa luôn nha. Được cái là bên trong mình đều làm hàng rào kiên cố đồ hết luôn rồi, cho nên vấn đề ranh giới thì anh chị mình an tâm nha. Nói chung là ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn, cho nên vấn đề điện nước và wifi thì anh chị mình an tâm. Đó, mình đi vô ngay tới ngay chỗ cái mí này đây. Và cái cạnh này tính mặt tiền nhìn vô cạnh bên phải nè, mình đi sâu vào là 28 m 44 đó. Được cái mặt tiền rộng nha. Rồi bây giờ để em sẽ tiến vào bên trong cho anh chị mình xem nha. Nó giờ đây là cái cây dừa, gọi là dừa Mã Lai, dừa đang thịnh hành hiện tại luôn đó anh chị. Tái cũng rất là sai. Được cái tông đất mình cao gáo sạch đẹp, không có màu mã gì hết nha, cho nên vấn đề màu mã thì anh chị an tâm. Đó, anh chị thấy à, nhiều cây nó sai như vậy nha, nó sai sai giống giống vậy không à. Tại chủ mới bẻ đây, chứ nếu mà chủ chưa chặt á, chưa đốn á, thì nhìn cái hoài chị nữa nó còn sai dữ lắm, nhìn thấy nó đặt cây luôn á. Do chủ mới vừa đốn đây, cho nên vườn dừa mình thì khoảng 15 ngày mới có đốn nữa nha anh chị. Tức là đốn lận hoài là 15 ngày mình đốn một lần, 15 cho đến 20 ngày. Và bây giờ em sẽ đi theo cái con đường mòn, là con đường có bắt cầu nè, sau đó em lên ganh tên em đi cho anh chị mình xem nha. Đó, em quay cho anh chị mình xem những cây dừa tái sai đó. Nhưng mà những cây tái không sai thì nó rất là ít nha anh chị. Thì để em quay hết cái bên trong luôn cho anh chị mình xem. Anh chị mình những cây mà nói chung là em quay trong video là anh chị mình thấy hết luôn rồi đó. Địa chỉ của mình là xã Long An của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Nó đây mình thì cũng gần ngay trung tâm của thị trấn Tân Hiệp, tức là ngay trung tâm của huyện Châu Thành đó anh chị. Khoảng cách từ ngay vị trí vườn dừa của mình mà về tới trung tâm của huyện thì tầm khoảng 3 km nha anh chị, 3 đến 3,5 km à. Khoảng thì đôi khi nó gần hơn và đôi khi nó cũng hơi xa hơn nha anh chị. Khi nào mình em lên định vị Google Maps á, thì khoảng cách nó mới gần chính xác nhất. Còn độ khoảng thì do mình độ mà, có khi nó gần hơn và nó cũng có khi xa hơn. Nhưng mà từ đây vào đó thì tầm khoảng ngay trung tâm thị trấn thì tầm khoảng 3,5 km trở lại à. Thì nói chung cái vườn này thì em nhìn thấy nó cũng rất là tuyệt vời rồi. Anh chị mà mua về anh chị hưởng quyền lợi liền luôn. Và cái điểm mạnh của mình là mặt tiền rộng nha anh chị. Mặt tiền của mình khá rộng luôn. Được cái sau này anh chị về, em mua về có thể là chia cho anh chị cô chú nào mà có nhiều con á, chia cho những đứa con, mỗi đứa thì ô ô cũng vẫn được nha anh chị.
mặt tiền mình tới 53 m, và phía sau mình nó hậu là 58 m 50. Mình có một cạnh đi sâu vào là 42 m 30, là cạnh đó có một góc mặt tiền phụ nữa đó nha. Còn một cạnh thì đi sâu vào 28 m 44, có tổng diện tích là 1995,6 m². Cây lâu năm chưa có thổ cư. Thì nói chung thì lâu lâu mới gặp được một mảnh rừng dừa tái sai như vậy nha anh chị. Giá thì chủ kêu cũng hợp lý. Tại ở đây thì mình gần trung tâm của huyện, ra trung tâm của thành phố Mỹ Tho cũng gần. Rồi lên thành phố Hồ Chí Minh thì em thấy nó cũng không xa cho mấy nha. Nhưng mà để chút nữa em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem, cho cái mức độ chính xác nó sẽ cao hơn nha anh chị. Còn mình độ khoảng thì nhiều khi nó không được chính xác cho mấy. Thì em thấy đất mình nó cũng rất là cao gáo luôn. Nó dừa mình thì cũng hơn 5 năm tuổi rồi. Thời điểm này là dừa hơn 5 năm tuổi là tái rất là sai luôn, rất là nhiều luôn. Đấy anh chị nhìn thấy đó, tổng quan của cái khu vườn của mình. Đáng lý ra em đi từng clip cho anh chị mình xem, nhưng mà thôi để em chẻ ra em đi từng đoạn cho anh chị mình xem. Anh chị nào thấy cái lượng tái ở trên đó thì anh chị nhìn. Nhưng mà được cái chủ có trồng sen vào mấy cây bưởi da xanh nữa nha anh chị. Tức là chỉ trồng để ăn à, chứ không có để bán, sen vô ít à, chứ không có nhiều nha. Nó đây là cái phía sau hậu của mình đó, là cái cũng có cái mặt rào luôn. Cho nên ranh giới anh chị mình an tâm luôn. Nó vào phía tên mình thì có sắn ra một cái lằn theo đìa nó dính liền liền nhau á. Đặng cho mình lấy nước vô ra tưới tiêu rồi nó cũng dễ, nó thông qua thông lợi cho nó đều hết luôn á. Thì em đang đi cái ranh trên cho anh chị mình xem. Rồi anh chị nào mà thấy phù hợp thì anh chị cứ liên hệ cho em đi, rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị cũng có thể mua cái mảnh đất này. Thứ nhất là mình để đó một thời gian. Ví dụ như anh chị nào mà có con nhiều thì sau này anh chị có thể cắt ra để ra riêng cho con nha. Nhưng mà được cái mình vô mình hưởng quyền lợi liền luôn. Thì giá hiện tại chủ đang kêu cho tổng diện tích là 1995,6 m², cây lâu năm chưa có thổ cư. Giá chủ kêu là 2 tỷ 700 triệu, hết đất luôn. Thì em có tính hào hào sơ sơ thì đâu đó tầm khoảng 1 tỷ 350 mấy triệu cho 1.000 m², 1.000 m² là một con đất anh chị. Tức là thì thôi thì chắc có bớt lọc cho mình nữa. Có bớt cho mình nữa thì mình tính dọn dẹn đâu đó khoảng 1 tỷ 350 triệu 1.000 m² đi. Đó là em bấm vậy đó nha anh chị. Chứ còn chủ thì đang kêu giá hết đất luôn là 2 tỷ 700 triệu. Nếu anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Long An của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ cho Minh xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất vườn dừa này. Được thì anh chị có thể thương lượng với chủ để anh chị mua mảnh này nha. Đấy, anh chị nhìn thấy đó. Còn anh chị nào quan tâm nhiều hơn thì anh chị cũng nên kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể tên sổ nha. À, anh chị thấy đó, rất là sai trái luôn. Mảnh này là chủ đã hạ giá rồi nha anh chị. Trước đây em có quay thì cũng lâu rồi, kêu tới 4 tỷ mấy lần. Lúc đó em quay lên anh chị bình luận chửi em quá trời luôn. Nhưng mà tại em thấy vườn dừa nó quá là sai luôn á. Nhưng bây giờ chủ cần gấp quá rồi, cho nên là chủ hạ xuống còn 2 tỷ 700 triệu. Nói chung là điểm mạnh của mình là mặt tiền rộng. Điểm mạnh thứ hai là mình cũng ra quốc lộ 1A, ra ủy ban xã. Ủy ban xã là gần ngay quốc lộ 1A luôn nha, thì tầm khoảng 1,2 km à. Rồi ra ngoài đường nhựa thì cũng có chợ luôn rồi. Sau này anh chị cất nhà đi chợ cũng gần, chợ Long An luôn anh chị, chợ của xã Long An nha anh chị. Đó, anh chị thấy ha, dừa mã lai thì tàu dừa nó hay sẽ xuống vậy nè, nó phủ xuống luôn. Nó góc hai mặt tiền nha anh chị, nhưng mà mình tính mặt tiền đường bự thôi, đường ô tô thôi. Một trục đường thẳng chạy ra ngoài đường nhựa luôn. Rồi từ con đường nhựa đó mình mới theo đường nhựa đó mình ra ngay quốc lộ 1A, ra ngay ủy ban dân xã Long An luôn nha.
Nó anh chị nhìn thấy sơ sơ tổng quan của nó đó nha anh chị. Nó những cây này tái thì nó cũng rất là sai nè. Chứ mới bẻ chứ nếu không là bên mé bên kia nó sẽ có một hoài nữa nha. Đó. Đi cái đoạn này clip này em cũng có xẻ qua tôi lại từng clip cho anh chị mình xem đó để anh chị mình coi cho nó kỹ trong cái mảnh vườn của mình luôn. Đó ha, ngay đó là mình có một cái đường nó băng thẳng qua ngay chỗ cái đường bên đây giống như ngay cái gì tiếng A3. Nó giờ bây giờ em sẽ lên mặt tiền cho anh chị mình xem nha. Và mảnh đất mình mặt tiền thì xây về hướng đông bắc cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha. Còn nếu anh chị nào mà ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ngay trung tâm nha, mà về tới ngay vị trí của vườn dừa này anh chị đi khoảng 7 phút à, thời khoảng cách thì 3,7 km rồi nha anh chị, chưa được 4 km luôn. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận, từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận anh chị về đây thời gian đi là 1 giờ 15 phút, khoảng cách là 60 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới đây thời gian đi là 1 giờ 18 phút, khoảng cách là 56 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển qua cái clip bên cạnh, phía bên ngay chỗ cái mặt tiền phụ thứ hai của mình đó. Mặt tiền đó thì nó hơi nhỏ nha, nhưng mà đó mình không tính mặt tiền đi, chủ yếu mình tính mặt tiền bự bên đây, nhưng mà nó là cũng có một cái con đường đi vô vô phía nhà ta nha anh chị. Qua cái clip đó cho anh chị mình xem nè. Tổng diện tích là 1.995,6 m². Đó, giá chủ kêu là 2.700 tỷ. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì cứ liên hệ cho em nha. Mặt tiền mình được 53, phía sau hậu mình là 58,50, một cạnh là 42,30 và một cạnh là 28,44. Giá là 2.700 tỷ. Rồi đến đây em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ.